Hello, xin chào tất cả mọi người. Buổi tối hôm nay thì cũng làm một cái video rất là sớm để cập nhật cái tình hình thị trường của chúng ta ở thời điểm hiện tại cho mọi người. Bởi vì mình cũng vừa mới về đến nhà thôi. Hiện tại thì cũng chưa chuẩn bị nhiều cho cái video này đâu. Nên là các bạn có xem video mà các bạn có cái gì mà nó không hài lòng thì các bạn cũng không không trách mình nhá. Là bởi vì mình vừa mới về và khoảng tầm 8 rưỡi tối nay thì mình lại bắt đầu dạy một cái khóa học khóa mình lại dạy cái buổi buổi cuối của khóa học 41. Sau đó thì ngày mai thì mình được nghỉ thì mình sẽ lên cho các bạn một cái video cả cái cổ phiếu cả cái danh mục mà các bạn có thể quan tâm ở giai đoạn này. Ngày thứ năm này thì mình lại bắt đầu dạy cái khóa 40 42. Cái khóa 4 42 này thì chúng ta sẽ học trong 11 buổi các bạn nhé. Nếu là các bạn muốn đăng ký cái khóa học này thì các bạn nhớ đăng ký sớm, bởi vì ngày mai thì mình sẽ phải chốt lớp để cài đặt cả cái phần mềm cần thiết để các bạn có thể là học thật là tốt cả cái khóa học này. Thì các bạn thấy là thị trường của chúng ta có ba cái phiên tăng rất là tốt ở giai đoạn vừa rồi. Các bạn có biết là cái nguyên nhân tại sao cái cổ phiếu nó lại tăng ở giai đoạn này không? Là bởi vì tất cả các nhỏ lẻ đang đợi chờ rằng là thế giới nó sẽ là có vị tổng thống Mỹ là ai, là Donald Trump hay là ông Biden. Về bản chất là mình cũng không phải là chuyên gia dự đoán về cả cái yếu tố chính trị, mình cũng không phải là những cái chuyên gia về dự đoán ai là tổng thống ạ. Đấy, rất là nhiều cả cái chuyên gia đã nói trên cả cái mạng xã hội rồi, cũng rất nhiều người đưa ra cả quan điểm cả cái phân tích của mình. Nhưng mà mình thì mình ở một cái góc độ nào đó, khi mà mình nhìn vào cái chỉ số Dow Jones ở thời điểm hiện tại, nhất là chỉ số Dow Jones của tối ngày hôm nay, thì mình nghĩ rằng là cái khả năng chiến thắng sẽ dành cho Donald Trump. Cái khả năng rất cao là Donald Trump sẽ giành chiến thắng, cũng như là các bạn sẽ thấy được là cả cái chứng khoán thế giới cũng đang đồng loạt tăng rất là mạnh ở đây, thì cái cửa rất là cao cho ông Donald Trump. Mình vote cho ông Donald Trump đúng không ạ? Mình cũng nghĩ là các bạn xem cái video này thì rất là nhiều người sẽ rất là thích ông Donald Trump, ông lên làm tổng thống Mỹ, bởi vì có một cái gì đó mà nó khác với những cái người tiền nhiệm trước đây của tổng thống Mỹ đúng không? Còn đối với cổ phiếu thì chúng ta sẽ chú ý nhiều vào cái vấn đề diện, mà chúng ta chú ý nhiều về về cả cái màu hình. Đấy. Hôm trước thì khi mà thị trường bắt đầu có quá trình phục hồi thì mình cũng có làm một cái video, không biết các bạn có nhớ nữa hay không. Cũng có thể là các bạn nhớ mà các bạn không để ý, hoặc là các bạn đã quên rồi. Thì mình có hướng dẫn cho các bạn rằng là ở cái giai đoạn này thì các bạn nên chú ý vào các cái cổ phiếu mà có diện, cổ phiếu mà có các cái màu hình nó thuộc về màu hình gãy nền. Hôm nay thì cũng có một đến hai cổ phiếu nó bắt đầu chạy từ các cái màu hình này rồi, nhưng mà các bạn lưu ý rằng cái màu hình này sẽ rất nhiều các cái cổ phiếu chạy phía sau, và các bạn sẽ luôn có cơ hội để mua những cái cổ phiếu dạng như thế. Các bạn sẽ không diện, các bạn có thể là bỏ qua cơ hội này nhưng mà vẫn sẽ có các cái cơ hội khác nếu mà các bạn biết cách tìm kiếm. Thì các bạn có thể xem lại cái video nhận định thị trường các màu hình cho cổ phiếu hiện tại. Thì hôm đó mình cũng chia sẻ với các bạn là cái thứ nhất là các cái cổ phiếu nào mà nó có sự điều chỉnh ít nhất trong một cái chu kỳ giảm của thị trường, trong cái nhịp điều chỉnh của thị trường, là đó là cổ phiếu mạnh nhất, và các cổ phiếu đó thì các bạn cần phải chú ý để các bạn tham gia vào. Ngoài ra thì rất nhiều các cổ phiếu nó sẽ bị gãy, cả cái nền tảng giá gãy xuống, thì đó là cơ hội cho các bạn. Tại sao nó lại như thế? Bởi vì khi mà nó gãy xuống thì rất là nhiều người phải cắt lỗ, nó chính là cái giai đoạn mà nó thanh lọc cái cổ đông của cái cổ phiếu đó. Đấy, rất là nhiều người lo lắng sẽ bán ra, rất là nhiều người sợ thị trường downtrend nó sẽ bán ra, rất nhiều người sợ đỉnh thì nó bán ra, và sau đó khi cổ phiếu phục hồi thì cả cái điểm mua phía sau sẽ các bạn có thể tham gia được. Ở đây thì các bạn lưu ý rằng là đối với cái màu hình mà chúng ta cần phải quan tâm thì nó hôm nay thì cũng có một số các cổ phiếu chạy, trong đó có DigiWon này. DigiWon là một cái cổ phiếu cũng là mẫu hình gãy nền các bạn nhé. Ở đây thì nó có cái độ gãy của nó không đủ lớn, nhưng mà về bản chất nó có, khi mà nó gãy xuống ở giai đoạn này, nó có cái quá trình quay lại tẹt đáy 2 lần, và cả cái điểm này sẽ là điểm mua, và điểm này cũng là điểm mua đấy.
Thì khi mà cổ phiếu bứt phá lên thì nó kèm theo cái khối lượng lớn thì các bạn có thể tham gia được đối với những cái giai đoạn này. Tốt nhất thì ở trong cái những cái màu hình này thì các bạn chú ý rằng là mình phải mua thêm hai giai đoạn, một giai đoạn là mua ở giai đoạn nền và một giai đoạn đánh giá tăng. Hoặc là các bạn có thể tham gia sớm ở những cái điểm này thì nó cũng được, nhưng mà nó còn tùy vào cái tỷ lệ mình đi vốn nữa, tránh cái trường hợp nó không đi lên. Rất nhiều cả cổ phiếu sẽ đi đi theo cái mô hình này, và mình nói là rất nhiều. Các bạn sẽ ngày mai thì mình sẽ lên cái danh mục và mình sẽ gửi tặng cho 100 bạn có thể là nhận cái danh mục ngoài này, ngoài hệ thống khách hàng của mình. Đấy, thì các bạn có thể inbox về trợ lý của mình để lại. Rất nhiều các bạn nhé. Tất nhiên thì nó quá nhiều nên là ngày mai thì mình cũng sẽ thanh lọc một ít các cái cổ phiếu mà nó không đạt các cái yêu cầu quá cao thì mình sẽ loại nó ra. Hôm nay thì cũng có một cái cổ phiếu nữa là cổ phiếu PLC bắt đầu chạy từ mẫu hình gãy nền. Ở đây thì các bạn lưu ý là nó có một cái nền này. Ở đây mình sẽ, các bạn nhớ thật kỹ nhá, mình sẽ lấy cho các bạn một cái ví dụ nó y hệt như thế cho các bạn. Nền này, bùng nổ này, đi ngang này, gãy này, thấy chưa? Tẹt đáy này, đó, bùng nổ phần phía sau. Các bạn thấy chưa? Đó. Thì đối với những cái mẫu hình này thì nó rất xuất hiện rất là nhiều ở trên thị trường, chứ không phải là lần này nó mới xuất hiện, nên là cả khi mà chúng ta nghiên cứu kỹ về cả quá trình giao dịch lịch sử của cổ phiếu trong quá khứ thì chúng ta sẽ biết được cả cái mẫu hình nó sẽ lặp đi lặp lại như thế. Tại sao các bạn lại biết là cả cái cổ phiếu nó sẽ lặp lại không ạ? Nó là bởi vì cả cái tâm lý, cả cái hành vi của tổ chức, cả cái tâm lý hành vi của cá nhân nó luôn luôn lặp lại, nên là nó sẽ hình thành và biểu hiện lên cái mẫu hình này, biểu hiện lên cái biểu đồ này, và chúng ta đi truy vết, chúng tìm cái gốc rễ của vấn đề, chúng ta tìm ra cả cái diện, cả cái điểm mua vào, cả cái điểm bán ra. Ở đây thì nó có một cái nền tảng này, có bùng nổ khối lượng này, đi ngang ở phần phía trên này, gãy dụ này, đấy, đi lên và test trở lại, thì cả cái điểm, các bạn có thể mua cao ở điểm này cũng được khi mà nó nổ khối lượng, hoặc là các bạn có thể mua ngay ở phần phía dưới này khi nó có cả cái vai đầu vai ngắn. Đấy. Tất nhiên thì cái điểm mua ở càng cao thì nó sẽ càng an toàn đó, nhưng mà về bản chất là những cái mẫu hình này nó xuất hiện rất là nhiều ở trong cái thị trường Việt Nam, một trong những cái mẫu hình dài nhất, và đấy cũng là một trong những cái mà cái mẫu hình mà mình ưa thích nhất trong cả cái mẫu hình mình lựa chọn để đầu tư ở thị trường Việt Nam. Rất là yêu thích về cái mẫu hình này, và cái này mình cũng có dạy rất kỹ cho các bạn ở trong cái khóa học về viện A mà mình tham gia dạy. Còn nếu mà các bạn muốn học kỹ hơn thì các bạn có thể là tham gia khóa 40 42 vào ngày thứ năm tuần này. Đấy, các bạn phải đăng ký hôm nay hoặc ngày mai để mình chốt lời nha. Những cái mẫu hình này nó sẽ xuất hiện liên tục ở trong cái giai đoạn này. Ngoài ra cũng có một số các cái mẫu hình, ví dụ như mẫu hình test hai đáy chẳng hạn, thì nó cũng xuất hiện ở giai đoạn này. Tất nhiên là cái mẫu hình này có độ tin cậy nó sẽ thấp hơn cả cái mẫu hình mà có quá trình tích lũy gãy nền dụ nhá. Rất nhiều các cái cổ phiếu sẽ chạy theo cả cái mẫu hình này, hoặc là chúng ta sẽ lấy cả cái mẫu hình ví dụ như của PNG chẳng hạn. Rất nhiều cả cái cổ phiếu nó sẽ đi theo cái mẫu hình này, tức là ở phía trước nó có một cái nền tảng già này, nó bùng nổ lên này, nó đi ngang ở phần phía trên gãy dụ này, rồi nó phục hồi lên và nó tẹt lại một lần nữa này, thì đây sẽ là điểm mua. Đấy. Điểm mua sau đó nó cổ phiếu này bắt đầu chạy ở giai đoạn này. Các bạn hiểu không ạ? Hiểu cái nguyên lý là cái mẫu hình nó cứ lặp đi lặp lại như thế, hoặc là chúng ta có này, đi. Đấy. Đi ngang này, tích lũy trước này, bùng nổ lên này, đi ngang phần phía trên gãy dụ, và đây là sẽ là điểm mua. Đấy chưa? Sau đó điểm mua thì nó có thể dụ nhưng mà nó vẫn tiếp tục đi lên, hoặc là đây cũng là một cái trường hợp tương tự này, đi ngang này, bùng nổ lên này, đi ngang ở phần phía trên này, gãy dụ xuống này, các bạn thấy nó gãy dụ này, các bạn sẽ thấy là nó phục hồi lên và nó tẹt lại một lần nữa này, rồi sau đó nó lấy gì, đây sẽ là điểm mua. Thì trong một cái quá trình nó cứ tiếp tục đi lên đấy, ở đây thì nó tích lũy và đây cũng là điểm mua. Các bạn hiểu nguyên lý không ạ? Đấy, thì các bạn, mình sẽ cho các bạn nhìn rất là kỹ về mẫu hình này nhé. Mình sẽ nói lại cho các bạn mẫu hình của PLC, hoặc là nó sẽ có rất rất nhiều các cái cổ phiếu ở giai đoạn này nó có mẫu hình này các bạn ạ. Ngày mai thì mình sẽ lên một cái danh mục, và mình trong cái danh mục nó quá nhiều như thế thì mình sẽ lựa chọn cho các bạn một số cổ phiếu mà diện
mà nó đạt yêu cầu nhất, nó đẹp nhất thôi. Còn nếu như mà chúng ta nghiên cứu kỹ, chúng ta muốn tìm tòi kỹ thì nó rất nhiều, gần như cũng hầu hết cả cổ phiếu đang ở những cái trạng thái như vậy. Đấy. Thì chủ yếu là chúng ta cứ lo sợ mà chúng ta không nghiên cứu, chúng ta không bám sát cả cái mẫu hình, chúng ta không nhìn thấy cả cái trend xu hướng đang lên. Hôm trước thì mình cũng chia sẻ với các bạn rất là nhiều về cái vấn đề là các bạn cứ lo đỉnh của thị trường, nhưng mà cổ phiếu của chúng ta mới đi lên được 2 tháng thôi, và nó sẽ còn rất nhiều các cơ hội cho các bạn kiếm tiền ở giai đoạn tới, chủ yếu là quản trị rủi ro và đi vốn làm sao cho hợp lý thôi, đúng không ạ? Thì mình sẽ nói các bạn nhớ kỹ cho mình về cái mẫu hình này để chúng ta có thể là hiểu về cái cách thì chúng ta lựa chọn cổ phiếu, hiểu về cái cách này chúng ta diện chúng ta mua để chúng ta tìm kiếm các cái cơ hội. Bởi vì rất nhiều các cổ phiếu mua xong nó không lên, thì làm sao để chúng ta mua vào cái cổ phiếu của chúng ta có thể đi lên được, như đó cũng cần phải có một cái cách nào đó. Còn đối với thị trường chung ở thời điểm hiện tại, bởi vì mình cũng không có nhiều thời gian nên là mình sẽ nói ngắn gọn cho các bạn như thế này. Đầu tiên, nếu như ngày mai mà thị trường của chúng ta bứt phá mạnh với khối lượng lớn, tức là ngày mai mà nó bứt tốc mạnh ở vùng này này, thì thị trường sẽ đi lên ngay. Đấy, thị trường sẽ bứt thoát ngay. Còn đối với cái trường hợp mà thị trường nó sẽ đi ngang ở vùng này, đi ngang thì nó sẽ có quá trình tệ đáy. Tết nhiều hay ít thì nó còn tùy thuộc vào thị trường, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ có một trường hợp quay lại tết. Và sau khi tết xong thì nó sẽ tạo ra ở biên đi lên, biên biên đi phiên rụt chân và có những cái xu hướng đi lên tiếp theo. Tất nhiên thì đối với cái quá trình tết này thì các bạn đừng có lo lắng, bởi vì nó có thể chỉ tết 1 đến 2 phiên, sau đó nó cả cổ phiếu mạnh nó vẫn đi lên. Nên là cái vấn đề ở đây chúng ta cần phải tối ưu là đó chính là cách chúng ta lựa chọn cả cái cổ phiếu, làm sao cho nó có diện tốt nhất để nó có thể là thị trường điều chỉnh thì nó không điều chỉnh mạnh, hoặc là thị trường có cái quá trình tết lại thì nó không tết lại mạnh. Thì cũng giống như cái video mà lúc nãy mình có nói với các bạn nên xem lại, thì những cái cổ phiếu mà tốt nhất ở đây thì nó cũng gãy nên rủ và nó đi lên các bạn. Thì các bạn lưu ý là các cái điểm mua của chúng ta thường phải có khối lượng. Ví dụ như những cái phiên này nó kéo kéo rất là mạnh nhưng mà mình không tham gia mua tiếp nữa, là bởi vì cái khối lượng nó ở đây nó chỉ ở mức ở trung bình cả cái phiên trước đó. Đấy, thì cái điểm mua nó phải phải đạt cả cái yếu tố về khối lượng. Ngoài ra thì các bạn phải lưu ý rằng những cái cổ phiếu mạnh nhất bao giờ cũng sẽ là cái cổ phiếu mà gì ạ? Cổ phiếu có cái đồ giữ giá tốt nhất của thị trường, tức là nó giữ giá càng cao ở phần phía trên, khi nó đi lên thì chúng ta đó sẽ là những cái cổ phiếu mà chúng ta cần phải giữ lại, hoặc là một số trường hợp mà cái đồ tích lũy nó đủ lớn thì chúng ta có thể mua thêm, đúng không ạ? Ngoài ra thì mình cũng nói rất rõ cho các bạn ở trong các cái video trước, các bạn muốn tối ưu hóa cái lợi nhuận của mình, muốn thảnh thơi trong cái quá trình đầu tư của mình ấy, thì nên giữ cả cái trên trung hạn. Tất nhiên thì cái không phải cổ phiếu nào các bạn cũng đánh mua và nắm giữ là có tiền, mà cái vấn đề là các bạn phải biết phân tích, biết nhìn nhận cả cái cách nhìn cổ phiếu để chúng ta kiếm được những cái cổ phiếu có thể đi lên 50, 60 hoặc là gấp đôi trong một cái chu kỳ sống. Thì cái này nó cũng không quá khó để chúng ta nhận diện đâu, chủ yếu là chúng ta có bỏ công sức, bỏ thời gian để chúng ta học rồi chúng ta nghiên cứu hay không thôi. Đấy, đó là những cái chia sẻ tối nay của mình về cái thị trường của chúng ta ở thời điểm hiện tại, và cũng chúc cho mọi người có thể là kiếm được rất là nhiều tiền trong cái chu kỳ sóng này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này, và hẹn gặp lại vào cả cái video sau. Các bạn nhớ subscribe kênh, nhớ ủng hộ cái kênh của mình bằng một cái cách là các bạn có thể like cái video. Ngoài ra các bạn muốn tham gia cả cái room Zalo của mình tư vấn hàng ngày thì các bạn có thể liên hệ với trợ lý của mình nhé. Trợ lý của mình ở phía dưới có số điện thoại ở cái phần mô tả, thì các bạn đăng ký ở đó. Còn các bạn nào muốn tham gia khóa học thì đăng ký ngay, bởi vì ngày mai là mình sẽ chốt lớp rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Thank you.